Ba đặc điểm nổi bật của một gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị, gia đình hạnh phúc là nền tảng để phát triển bản thân mỗi thành viên. Những gia đình hạnh phúc thì thường có những đặc điểm sau. Vợ chồng yêu thương nhau. Trong một gia đình, chồng và vợ giống như đất và hoa. Nếu như quan hệ vợ chồng không hòa hợp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mọi mối quan hệ trong nhà. Vợ chồng bất đồng thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cha mẹ con cái đều bị xấu đi. Nếu giữa vợ chồng không có tình yêu thật sự, cả gia đình sẽ thiếu thốn tình yêu thương. Vợ chồng yêu thương nhau là sức đề kháng mạnh nhất của một gia đình, là sự giáo dục cơ bản nhất và tốt nhất dành cho con cái. Tình yêu thương to nhất của một người cha dành cho con cái chính là yêu thương mẹ của chúng. Tình yêu thương lớn nhất mà một người mẹ dành cho con mình chính là sự ngưỡng mộ và đánh giá cao cha của chúng. Một nửa của đứa trẻ đến từ người cha, nửa còn lại đến từ mẹ. Nếu phủ nhận một trong hai thì có nghĩa đã vô tình phủ nhận một nửa của trẻ. Ngoài ra, con cái là do tế bào của cha mẹ kết hợp với nhau tạo thành. Vì vậy, trong tiềm thức của mỗi đứa trẻ đều hy vọng cha mẹ mình hòa thuận, yêu thương nhau. Hành động hào phóng thay vì ghi điểm. Sự hào phóng là thứ được tự do trao tặng như một món quà. Trong một mối quan hệ an toàn, bà sẽ muốn làm nhiều hơn những cử chỉ chu đáo để thể hiện tình yêu cho bạn đời. Cho dù là mang quần áo đi giặt hay là lang thang cùng nhau, thì các cặp vợ chồng vẫn có xu hướng duy trì sự hài lòng cho nhau thay vì ghi điểm. Cùng làm việc nhà. Vấn đề chia sẻ việc nhà trong mỗi gia đình tưởng chừng như là việc rất đơn giản, nhưng nó lại có sự ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình. Chia sẻ việc nhà cùng nhau là cách chúng ta thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương một cách thiết thực nhất. Phụ nữ thường bị quy kết cho cái nghĩa vụ và trách nhiệm là chăm lo việc nhà, và trong con mắt của đàn ông, việc nhà hiển nhiên thuộc về đàn bà. Chính bởi cái suy nghĩ lệch lạc đó mà rất nhiều ông chồng thường có thái độ thờ ơ với việc nhà, họ thường phó mặc cho người phụ nữ, dẫn tới chị em phụ nữ cảm thấy bực bội và phẫn nộ với thái độ vô trách nhiệm dửng dưng đó của chồng. Vợ chồng mà ngay tới việc chia sẻ việc nhà còn không muốn chia sẻ cùng nhau thì liệu rằng còn cùng nhau làm được việc gì nữa? Đừng nói tới là cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong các gia đình, duy trì được cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn có yếu tố sẻ chia việc nhà cùng nhau dù nhiều hay ít. Năm điều nho nhỏ làm nên hạnh phúc trong hôn nhân. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia, hạnh phúc trong hôn nhân không tự dưng mà có, mà nó là cả quá trình vợ chồng cùng xây đắp, gìn giữ. Khi đã có sự hiểu biết về vai trò, bổn phận, trách nhiệm của mình, thì các cặp vợ chồng mới biết cách làm thế nào để nuôi dưỡng được tình yêu, sống với nhau có tình có nghĩa. Hạnh phúc từ đó mới được đơm bông. Trên thực tế, có những cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm bởi những điều sau đây. Tình yêu. Yêu là thứ xúc tác tuyệt vời mà người ta không ngần ngại được cho đi và nhận lại. Nó khiến vợ chồng gắn bó với nhau hơn, gần gũi với nhau hơn. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Có người thì lãng mạn, có người quan tâm chu đáo, có người bao dung những nhược điểm của nhau. Thế nhưng cũng có người sẽ tìm cách để kiểm soát. Dù gì thì cuộc sống hôn nhân không thể thiếu được những cảm xúc bắt nguồn từ trái tim. Nó khiến tình cảm trở nên thăng hoa và cuộc sống chung trở nên dễ chịu hơn. Sự hòa hợp. Người ta thường nói khi hai người khác biệt về mọi thứ mà yêu nhau, giống như hai cực trái giống hút nhau vậy. Đó là sự bù đắp lẫn nhau, làm mình cảm thấy thú vị về những thứ mình có mà bạn đời không có và ngược lại. Thế nhưng khi thời gian qua đi, cuộc sống chung đòi hỏi nhiều sự đồng nhất thì sự hòa hợp chính là điều vô cùng cần thiết để gia đình luôn yên ấm. Sự hòa hợp ở đây đòi hỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.
có thể hiểu đó là cùng quan điểm sống, cùng cách nhìn nhận về những vấn đề xã hội, nuôi dạy con cái, đối nội, đối ngoại. Thêm nữa, hòa hợp tình dục là yếu tố không thể xem nhẹ. Nó không chỉ khiến cho phút giây chăn gối mặn nồng, mà còn giúp cho đời sống vợ chồng mỹ mãn và hạnh phúc hơn. Lắng nghe và chia sẻ. Không có gì tuyệt vời bằng việc luôn có một người ở bên cạnh, biết lắng nghe và chia sẻ những sự khúc mắc, những vấn đề, những khó khăn trong cuộc sống mà mình đang phải đối mặt. Chia sẻ không chỉ việc lớn mà còn là những việc không tên, nhỏ nhặt trong nhà. Sẽ thật ngột ngạt nếu hai người sống chung mà không tìm được tiếng nói chung, không biết lắng nghe nhau và chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu. Biết hy sinh. Chúng ta có thể hiểu hy sinh ở đây là hy sinh một cách tự nguyện, là vì bản thân muốn thế. Đó có thể người đàn ông hy sinh một chút thời gian trong công việc để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, là người vợ bớt đi một số sở thích cá nhân nếu nó khiến cho chồng mình khó chịu. Nếu có phải lựa chọn thì mình muốn chịu thiệt thòi để bạn đời mình vui, chứ không phải là thứ hy sinh ép buộc, áp đặt theo ý muốn của người khác, theo cách phải chấp nhận, chịu đựng. Có khả năng độc lập, tự chủ. Độc lập về kinh tế rất quan trọng. Nếu bạn không kiếm ra tiền và tiêu tiền của chồng hoặc vợ thì cũng không sao. Thế nhưng không có độc lập thì sẽ mất tự do. Thật tốt nếu mỗi người đều có một công việc riêng để làm, có chút đam mê riêng để dưỡng nuôi chăm chút, mà không phải dựa dẫm hay là phụ thuộc hoàn toàn vào bạn đời. Khi bạn độc lập, bạn có quyền tự quyết và được đối phương tôn trọng hơn. Đừng nghe đàn ông thương mồm. Để biết họ yêu thật lòng hay không, hãy nhìn ngay vào điểm này khắc rõ. Kính thưa quý vị, chỉ cần nhìn vào những điểm này, bạn sẽ biết chàng yêu thương mình thật lòng hay chỉ thương mồm. Luôn dỗ dành vợ. Đàn ông thương vợ, không cần biết vợ khóc vì điều gì, chỉ cần vợ rơi nước mắt thì chắc chắn sẽ là người dỗ cô ấy nín. Người phụ nữ của mình không ở bên cô ấy khi đau lòng thì còn làm chồng được không? Chẳng lẽ lại đợi người khác tới lau nước mắt cho cô ấy? Vợ mình có vui hay hạnh phúc cũng phải cùng mình sẻ chia. Ưu tiên vợ hơn bản thân. Chồng bạn thích đưa bạn đi ăn chỗ anh ấy thích, hay là luôn hỏi ý kiến xem bạn muốn ăn gì? Chồng sẽ mua những món đồ bạn ưng hay những món đồ mà anh ấy cho là hợp lý? Trả lời được câu này thì vợ cũng biết được là chồng yêu